Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ swap và review bộ son mà thời gian gần đây rất là nhiều bạn yêu thích. Đó chính là bộ son Want It Got It của Lemonade. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phòng swap và review ngay nha. Wow, chiếc hộp thật là chắc chắn. Khi mà Bin mở ra thì ở bên trong đã có 7 màu son được đặt tên theo thứ tự là từ I101 cho đến I107. Bên cạnh đó thì theo cái set này nó có một cái chì kẻ chân mày hai đầu, bao gồm một đầu chì và một đầu là mascara dạng kẻ chân mày để vẫy sợi. Và bên cạnh đó thì có một cái thiệp nhỏ nhỏ rất là dễ thương. Bin rất là ấn tượng với bao bì đợt này của Lemonade. Có một cái màu vàng nhìn đặc trưng của hãng. 7 màu son này thì bao gồm 7 màu sắc rất là trendy và dễ dùng, mọi người có thể dùng hàng ngày và không cần make up nhiều vẫn có thể ok, rất là tuyệt. Thân son ở bên trong thì được hãng làm mài lì, được thấy thấu màu son ở bên trong. Và cái nắp của hãng thì được làm cùng màu chủ đạo với vỏ son bên ngoài. Đầu cọ của son thì được thiết kế vát xéo giống như những dòng son thông thường khác mà mọi người thường hay thấy. Mở đầu dòng son đó chính là I101 màu đỏ đất. Với những ai yêu thích son thì chắc hẳn sẽ không xa lạ với màu đỏ đất nữa rồi. Màu này thì mọi người có thể thoải mái sử dụng hàng ngày. Nếu mà mọi người đánh lòng mo một chút xíu sẽ rất là xinh. Bin sẽ thử phun môi cho mọi người xem thử nha. Màu này mà đánh lòng môi một chút xíu thì ửng ửng rất là dễ thương. Nhưng mà khi đánh phun môi thì màu son như được update lên một level khác, rất là cá tính và mạnh mẽ. Màu tiếp theo là màu I102 đỏ cam gạch. Màu này được hòa trộn giữa ba sắc màu đỏ, nâu và cam. Tất cả những màu son lần này ngoại trừ 05 thì mọi người đều có thể đánh lòng môi để sử dụng hàng ngày đều rất là ok. Màu này khá là phù hợp với nhiều lứa tuổi và không có kén tông da nữa, cho nên là mọi người cứ thoải mái mà sử dụng màu này nha. Son được hãng mô tả là son lì nhẹ môi thì đúng thật sự là như vậy. Khi mà Bin đánh full môi lên thì cảm giác là môi của mình nó như là không có son vậy, rất là nhẹ. Nhưng mà Bin cảm thấy nó không có được lì cho lắm, tại vì khi mà Bin đánh lên và Bin để thử một khoảng thời gian thì thấy son nó không có set lại hẳn trên môi của mình mà nó vẫn còn một cái độ ẩm nhất định. Đến với I103 màu đỏ hồng thì Bin thấy hình như đây là màu son mà phù hợp với tất cả mọi người, bởi vì nó không quá hồng bánh bèo và nó cũng không quá đỏ rực lên cá tính quá. Dù bạn là da ngăm hay là da trắng thì I103 vẫn rất là phù hợp. Ở thời buổi hiện nay thì Bin thấy nhu cầu làm đẹp không chỉ riêng những bạn nữ đâu, mà những bạn nam cũng rất thích là chỉnh chu hình ảnh của mình trước khi đi ra đường. Vì vậy Bin thấy màu son này khá là phù hợp với những bạn nam khi mà mình chỉ cần đánh chấm một chút xíu ra lòng môi thôi. Tiếp theo là I104 cam đỏ đất. Cũng với ba màu sắc là đỏ, cam và nâu thì khác với I102, I104 mang lại nhiều sắc cam hơn. Theo như Bin thấy thì ưu điểm của dòng son này đó chính là không có mùi và chất son rất là mỏng nhẹ, tạo cảm giác thoải mái khi mà mọi người sử dụng son. Nhưng mà dòng son này có một cái khuyết điểm mà Bin nghĩ là kha khá người không thích, đó chính là stain màu hồng cánh sen. Thì đa số màu son thì Bin thấy đều bị màu hồng cánh sen hết. Chỉ có màu I107 và I106 thì có một cái stem màu cùng với màu son thôi.
tiếp theo là màu I105 cam nâu đất. Pin cá chắc là màu này sẽ đốn tim rất là nhiều bạn đây, vì Pin thường thấy những bạn nữ gần đây rất thích những màu son có nhiều sắc đất và màu nâu. Màu này thì không cần bàn cãi nữa rồi, bởi vì cái độ trendy của nó thì như mọi người đã biết khá là phổ biến. Màu này xinh thật sự luôn nha mọi người. Những bạn nữ nào mà theo style cá tính thì nên tạo cho mình ngay một em đi. Màu tiếp theo là màu I106, màu cam cháy. Pin rất là mê màu này luôn. Màu số 5 và màu số 6 là hai màu mà Pin yêu thích nhất. Màu này khi mà swatch ra tay thì Pin cảm thấy nó pha một chút xíu cổ điển và một chút xíu hiện đại, nhìn rất là thích mắt. Với mức giá 189k cho một thỏi son full size thì Pin nghĩ đây là một mức giá bình dân. Và chưa kể là cái chất son lần này rất là tuyệt nữa, thì với giá tiền này Pin nghĩ hoàn toàn là xứng đáng. Và màu cuối cùng trong bảng son lần này, I107 đỏ nâu đất. Thì theo như mọi người đã biết rồi, những màu son nào mà càng trầm thì sẽ làm cho gương mặt mình càng cá tính hơn và làm nổi bật làn da của mình hơn nữa. Cho nên thì Pin nghĩ là I107 sẽ là một lựa chọn xứng đáng. Theo như hãng có nói là son sẽ được bám màu đến 8 tiếng, nhưng mà Pin có để thử và đi về nhà luôn thì cảm thấy màu son này bám được khoảng tầm 3 đến 4 tiếng thôi. Nếu mà mọi người muốn giữ nguyên màu son thì phải apply lên thêm. Tổng quan bộ son lần này thì Pin cảm thấy là nó tốt hơn bộ son lần trước mà Lemonade đã cho ra mắt, thì Pin sẽ cho 9/10. Giá thành khá ổn nè. Chất son mỏng mịn nhẹ môi, cộng thêm những màu sắc son rất là trendy nữa, thì Pin nghĩ là bộ son lần này khá là đáng tiền so với mức giá mà mọi người bỏ ra. Son sẽ có bám lên hành cốc và ống hút khi mọi người ăn uống. Nếu mà mọi người ăn uống những món ăn nào mà có dầu mỡ thì son sẽ trôi sạch luôn, nên là mọi người hãy lưu ý để đem theo son và nhậm lại nha. Còn bây giờ mình sẽ thử nghiệm trên chì kẻ mày hai đầu này của hãng nha. Nói thiệt với mọi người là từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ kẻ chân mày, cho nên là nếu mà nhìn có hài hước quá thì mọi người thông cảm bỏ qua cho nha. Pin cũng không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc mua chì kẻ chân mày này nữa, cho nên là Pin chỉ nhận xét khách quan thôi. Đầu tiên là Pin thấy cái chất chì rất là đậm, và mình quẹt một hai cái thôi là nó đã lên rất là đậm rồi. Phần đầu chì thì được thiết kế dạng ngang, cho nên là khá là dễ vẽ trong cái khuôn chân mày của mình đã có sẵn. Thì Pin không có quá nhiều kinh nghiệm, cho nên là Pin dễ nhìn cái mặt nó mắc cười sao á, nên là thôi sẽ kể tạm cho mọi người xem cái chất chì nó như thế nào thôi nha. Xong rồi thì mọi người cũng thấy đó, hai bên nó cũng có sự khác biệt chứ không tới nỗi nào mà quá ghê đúng không? Tiếp theo là đến phần mascara chải sợi. Thì cái này thì nó đã có sẵn rồi, mình chỉ chuốt lên thôi, cho nên là Pin biết cách làm hơn là cái kia. Sau khi mà làm xong rồi thì nhìn cũng đâu có tới nỗi nào quá tệ đúng không mọi người? Video đến đây là đã kết thúc rồi. Hy vọng là tất cả các bạn sẽ yêu thích phần review này của Pin. Và đừng quên like và chia sẻ video giúp Pin nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau.